chưa biết sử dụng tiền mọi người. Có người Việt hả? Dạ. Người Việt hả con? Ủa? Sao cô nãy giờ cô nói đủ thứ tiếng? Nói nhiều thứ tiếng. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá đi, chú Hùng đi theo để dắt Ngơ qua cái tiệm, một cái tiệm châu Á để mua cái chai mắm ruốc mọi người. Chú, người Việt Nam hả chú? Con chào chú. Đó, chú đang chỉ đường đến cái tiệm, một cái siêu thị Asia khác nè. Thích quá mọi người gặp được người Việt Nam. Mà chú nhiệt tình quá. Dạ đúng rồi, con muốn đi rồi đó. À vậy hả? Chú đây, ở lưu xe nè. Dạ. Thôi cứ việc đi mua đồ đi ha. Dạ dạ, để con đi, con cảm ơn chú Hùng nha. Cái này là gỏi cuốn. Cái này để xào gì đó ăn. À, ít tao ăn 2 kg cashew nut. Yeah. How much? 35. Yes. 30. I think 220. No, 220. Chưa biết sử dụng tiền mọi người. Có người Việt hả? Yeah. Sao cô nãy giờ cô nói đủ thứ tiếng? Nói nhiều thứ tiếng. Trời ơi, cô giỏi quá. Con thấy con nói tiếng Thái nữa con. Được. Nói tiếng Đức nữa con. Được. Tiếng Việt, được. Tiếng Pháp, tiếng Anh. Thái, tiếng Anh. Trời ơi, sao cô giỏi thế vậy? Con học tiếng Đức hoài, nó không có vô. Con cảm ơn cô nhiều. Con ở đâu vậy? Con ở bên Steinhausen á. À, Steinhausen, bao nhiêu tuổi con? Dạ con 37 rồi. 37, ô, lớn tuổi hơn con gái của Tín. Vậy hả? Con của Tín bao nhiêu? 30. Dạ. Người Ben. À vậy hả? Ở bên. Bạn con thở Ben nhiều. Ở Ben thì có tiềm à Ben đó, tiềm Á Châu á. À vậy hả? Ừ. Dạ. Mỗi bạn có tiềm Á Châu con gái chị nó làm nữa. Dạ. Oh. Đây nè, khoe với mọi người. Cổ là người Việt Nam nhưng mà cổ nói 5-6 tiếng luôn không cô? 5-6 tiếng, 7 thứ tiếng luôn. Ủa, dạ. Ok, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn cô cảm nhiều nè. Wow. Cô thiệt là quá giỏi luôn mọi người. Đồ đủ không? Đồ đây nhiều không? Nhiều quá cô. Nhiều quá. Ở Steinhausen hả? Ở bên Steinhausen không có cái siêu thị châu Á cô à. Em ăn gì? Dạ toàn ăn đồ thụy sĩ thôi. Trời ơi, chết quá. Dạ. Nên là lần này là mới có bà chị wow. Bạn á đưa đi cô. Dạ. Mua ở bên đó. Đi mua ở Ben. Ở Ben thì xa quá, qua Lucerne mình thì gần hơn. À, qua Lucerne gần hơn. Dạ. Thì mấy tháng thì tới đây mua, mấy tháng tới đây mua. Dạ. Làm sao bây giờ? Dạ. Lấy cái xe đó, cái dạ. Xe lá đó, lại mua để vô, cái mà mình đi theo xe lửa được. Dạ. Ừ. Dạ, chắc là để lần sau mua nhiều hơn. Chị bữa ở đây bao nhiêu lâu? Chị ở đây lâu rồi, 40 mấy năm rồi. Có cháu 2 đứa. Em chưa có đứa nào. Này, con gái chị 30 tuổi có 2 đứa cháu rồi, 8 tuổi tới 4 tuổi. À. Trai gái. Ừ. Dạ. Vậy hả? Nhưng mà em nó cũng sống ở bên Lucerne mình luôn, ở bên luôn. Ừ. À dạ. Ừ, bên. Con dâu của Á Châu. À, ừ. Con dâu của Á Châu. Mình tiệm bán đồ Á Châu nữa. Dạ. Hay quá. Ừ. Dạ. Chị cũng có bà con ở bên Việt Nam nhau. Ừ. Sài Gòn. Nhưng mà có hay về không? Có hay về Việt không, Nam? Không, 6-7 năm mà không được về. Dạ. Ừ. Sao vậy ạ? Covid nè, nó có về được nữa. Dạ. Tín đi mà không được đi. Dạ. Tín đi Thái đi. Đi tùm lum mà không được đi đâu hết. Nhưng mà ở bên này thì thích quá, tại vì có đồ ăn Việt nè. Ở chỗ ừ. Em ở thì nó không có. Tiếc ha. Dạ, nên dù, là... Dù ông tới đây ở Lucerne đấy. Ở đây vui lắm. Dạ. Mùa hè hả? Mình đi dạo cho bờ hồ ăn người Á đây luôn. Đánh bún, đánh này, đánh kia. Ờ. Sao in Steinhausen, Thái Lebensmitte? Wo Steinhausen? Steinhausen. Ở đâu là? Steinhausen. Ở đâu súp, súp. Khát tâm súp. Dạ, khát tâm súp. Đâu có xa. Dạ, đâu có xa đâu. Gần đây mà. Ừ, dạ. That's the chicken nugget. That's the meat. Ah, the chicken nugget. Yeah, yeah, this is new. The dish was Asiatic. Chicken nugget. Nine chicken curry. Chicken curry. Und das Gemüse, das muss man würzen. Mà chị mình đang muốn mua cái gì đó mà đang không hiểu nè. À, mọi người ở đây rất là nhiệt tình luôn. Thích quá à. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện hả cô? Giống như
giống người Câm luôn hả? Nên là đứng xong ở đây nói chuyện hoài chưa muốn về là vậy đó. Vui lắm luôn mọi người, rất là vui luôn. Chào cô nha, chào chú Hùng, chào cả nhà. Đi thôi mọi người. Cô cho con hỏi cô tên gì? Tên Vân, chị Vân. Chị Vân. Tiệm xăng 2 chị Vân. Rồi, tuyệt vời. Còn thì Thanh Vân. Em quảng bá có nổi tiếng, em đến tiếp nha. Em có YouTube, em làm YouTube. Bye bye, mà chung nổi tiếng bao giờ đó. Chắc sắp nổi tiếng rồi. Rồi em 30 năm rồi em. Dạ. Bye, rồi em đây. Em đi đây. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá đi. Chú Hùng đi theo để dắt Ngân qua cái tiệm, một cái tiệm châu Á để mua cái chai mắm ruốc mọi người. Trời, nói thiệt chú luôn là đây là lần đầu tiên con gặp người Việt Nam ở đây. Ủa, con ở bên Việt Nam đi qua đây làm gì? Dạ, thì con qua đây con chưa biết làm gì luôn. Con chưa biết làm gì, chắc con để hỏi chú Hùng, hỏi con chỉ cho con kinh nghiệm. Ủa, nhưng mà con đi qua đây tính cách làm sao? Chờ con chút xíu con qua bên này đi. Trời ơi. Qua đây du lịch hay làm gì? Không, con qua đây con ở rồi. À, vậy là con có chồng, vậy là được cho phép ở rồi hả? Dạ, con có chồng rồi. Nhưng mà con chưa biết làm gì hết trơn. Bạn lấy xe rồi hả? Lấy xe rồi chứ. Thôi vậy đi với bạn đi ha. Dạ, để con đi với cổ. Tại vì cổ hay lạc đường đó, nên là chú chạy chậm con đi theo cổ cho chắc. Dạ. Vui quá mọi người. Chú Hùng đưa mình đi mua trái mắm ruốc thôi. Trời, chịu nổi không? Tiệt thương quá đi. Ok, let's go. Yeah, follow him, right? We follow him. Đó, bây giờ hai chị em mình sẽ đi theo chú Hùng mọi người. Chú Hùng ở phía trước kìa. He's happy that he have a lot of something from his country. Yes. They are a long time now here in town. Yeah, they live in here 40 years and around 6 or 7 years they not really have time to come back Vietnam to visit the family or some friend there. So mình nói với chị là những người Việt Nam mình vừa gặp ngày hôm nay là đã sống ở Việt Nam ở đây là 40 năm rồi và cũng 6-7 năm rồi là các cô chú chưa có dịp thời gian để về Việt Nam chơi du lịch rồi thăm gặp gỡ người thân bạn bè đó mọi người. Yeah. So that's why. Yeah, I'm happy too. Con cũng rất là vui mọi người. Đó, nhìn thương quá đi. Có việc có hũ mắm ruốc nấu bún bò của Ngân thôi mọi người. Mà chú xách cái xe xong rồi chú đưa hai chị em Ngân đi đến cái shop đó mua cái hũ mắm ruốc. Thương quá thương. Nên là tất nhiên á, mình nói là người Việt mình hay là bất kỳ một người nào trên thế giới này cũng có người này người kia á mọi người. Và tất nhiên là mình ở đây thì đây là người Việt Nam, những người Việt Nam đầu tiên mình gặp ở Thụy Sĩ. Và mọi người rất là thân thiện, gần gũi và rất là tốt nữa. Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc quá. Và có dịp được chia sẻ với tất cả các bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn của mình ở Việt Nam, ở nước ngoài. Cảm thấy rất là tự hào về người Việt Nam mình ha. Càng ngày mình càng có cái nhiều cái thú vị cho cái kênh Kim Ngân Sweet mọi người à. Lại tiếp tục kêu gọi lần nữa các bạn có yêu mến và hãy dành cho Ngân một cái like, cái đăng ký nha mọi người. Ngân hy vọng là sắp tới Ngân có thể làm được nhiều cái nội dung thú vị nữa. Ngân rất muốn gặp gỡ thêm nhiều người Việt Nam nữa. Từ cái ngày hôm nay thì Ngân có một cái ý tưởng đó và Ngân sẽ thử kết nối với các anh chị người Việt Nam, các cô chú người Việt Nam ở nơi Ngân sống, ở xung quanh gần thành phố Ngân sống hoặc là ở tất cả các thành phố khác của Thụy Sĩ và ngay cả các nước khác của châu Âu nữa. Ban đầu là vậy đi. Nếu mà được thì mình sẽ cùng đi với nhau nha. Nếu lâu quá thì kiếm chỗ đậu gần đây nè. Dạ. Cái tiệm đó ha. À, coi chừng. Cái đỏ đó.
Dạ cái tiệm này hả chú? Dạ thì con chạy vô con mua luôn là được, dây xe đậu ở đây là kịp không? Đậu tạm thôi, đâu sao. Ines, can you wait in me here a little bit so I come back soon? Okay. Yeah. Dạ giờ chú đi luôn ha. À chú đi cùng con luôn hả? Dạ, vậy mình vô mua nhanh. Trời thích quá. Đây là cái tiệm thứ hai mọi người. Cái này là của Việt Nam mà. Nhưng mà tên là Asia nha mọi người, tên là Asia. Đây. Hello chị Việt Nam đúng không? Rồi đúng vô tiệm Việt Nam. Lắm. Phim kìa. Phim cái này. Nè. Đúng rồi, con lấy một khẩu hũ nào cũng giống nhau không chú? Nó có cái dùng cái gì? Thiên hương mắm ruốc Huế nè chú nè. Con nghĩ mắm ruốc Huế là đúng rồi. Nhiều loại quá. Nhiều loại lắm. Rồi chú biết loại nào ngon, con thì thấy chữ Huế là con tin nè. Thì chắc mua cái này đi. Dạ, vậy con cầm cái mắm. Cái này mắm ruốc trà. Hình như cái này nó hơi to. Cái này nó hơi mịn. À. Thấy không? Con muốn nấu bún bò Huế. Đó, thành thử cái này thì nó to đó, giống như cổ này nó xay nhuyễn nè. Dạ. Này mắm ruốc trà Huế thấy không? Còn này mắm ruốc Huế thôi, nè thấy không? Trà Huế này. Không biết nó có cái gì bên trong không chú ơi. Thấy không? Đó, vậy đó. Lấy luôn. Không biết cái nào nha. Thầy chú cũng không có gành mấy cái này lắm đâu. Vậy hả? Nếu mà mình muốn mịn nó thì là cái này, còn to là cái này thì nấu sắp chắc phải lượt quá. Thôi vậy thì con lấy cái trà đi. Dạ, cái trà đi cho nó tiện. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Xong rồi. Không, mình ra lẹ để chú đậu xe. Ra tính tiền liền. Xe đậu đang chờ mọi người. Này gì ạ? Em về em nấu bún bò Huế đúng không chị? Đúng rồi. Em 4.95. Chị dừng nè, em dùng tiền chưa có giỏi đâu. Xong rồi. Vậy hả? Ủa xài tiền không giỏi hả? Vậy em Việt Nam mới qua hả? Dạ đúng rồi. Chắc chơi ha, mới qua đây định cư. Em qua định cư á. Em đủ chưa? Hay là chị lấy mấy đồng này không? Đủ rồi, chị thổi em 5 xu. Đây. Rồi em cảm ơn chị. Lấy chồng qua đây hả em? Em lấy chồng qua đây. Lấy chồng qua đây. Có chồng ở đây vui gì? Chị ở đây lâu chưa? Chị ở đây gần 20 năm rồi. 20 năm rồi. Hồi nãy em hỏi cô dân nó 40 năm rồi. Dạ. Chú Hùng mấy chục năm chú Hùng. Xưa là vượt biên, còn này đi máy bay qua chồng rước ra qua. Bởi vì này sướng quá rồi, này đi người ta hồi đó đi vượt biên qua Thái Lan. Ủa vậy hả chú? Năm 80 tới giờ. Đúng rồi, mấy người qua ba mấy 40 năm là toàn đi vượt biên qua không rồi. Còn sau này mình là toàn đi máy bay qua không. Quá sướng rồi đâu có cực khổ nhiều đâu. Dạ. Chú Hùng, bữa sau con mà rảnh con lên. Con ghé thăm chú giới thiệu con thêm người Việt Nam ở đây nữa đi. Nhưng mà sao mà liên lạc? Có cho để có em có số điện thoại. Facebook. Có Facebook luôn. Năm đồng hai phải không? Năm đồng. Đó bây giờ em bữa nay lần đầu tiên em gặp người Việt Nam luôn. Ủa, dạ. Là con với anh này hả? Không. Đi chợ gặp thôi. Đi chợ gặp. Ủa, vậy hả? Xong rồi dắt em lên mua cái hũ mắm ruốc này nè, tội chú Hùng mắm. Không chi. Chú số điện thoại của chú Hùng. 078. Thôi bây giờ phải tắt để mà đưa số điện thoại với Facebook cho chị nữa. Đây là chị Trang nè, chú Hùng nè. Từ sắp tới là Ngân sẽ được cô chú anh chị sẽ giới thiệu thêm người Việt Nam ở đây nữa. Còn bây giờ thì đã có cái hũ mắm ruốc. Tạm biệt mọi người nha. Bye.